Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Hàng trăm công chức liên bang ở San Francisco phải làm việc ở nhà bởi vì tội phạm gia tăng. Tình trạng nhiều người vô gia cư cắm trại xung quanh tòa nhà hành chính liên bang ở San Francisco đang khiến cho một số công chức phải làm việc tại nhà từ đầu tháng này do lo ngại tội phạm và bất ổn. News Nation đưa tin, Hoạt động mua bán ma túy công khai diễn ra cách đó không xa và một vụ bắt giữ có liên quan đến buôn bán ma túy mới xảy ra ngay ở bên trong tòa nhà. Văn phòng dân biểu Nancy Pelosi là người có tên được đặt cho tòa nhà này cho biết, các biện pháp bảo đảm an ninh mới đã được thiết lập. Mặc dù vậy, những người làm việc ở đây cho biết là họ luôn luôn cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn. Trước tình hình đó, Bộ Y tế Liên bang đã thông báo cho phép nhân viên làm việc ở tại nhà. Tuy nhiên hành động đó lại bị một số người chỉ trích là tạo ra hình ảnh xấu và thiếu trách nhiệm trong việc lập trật tự an ninh xung quanh tòa nhà hành chính. Một số nhân viên bộ ngành khác cũng bày tỏ cảnh cảm giác bất công khi họ phải đi làm ở trong khu vực thiếu an ninh nhưng lại không được làm việc tại nhà. Bà Pelosi cho biết bà sẽ yêu cầu phía sở tư pháp giải quyết vấn đề an ninh và kêu gọi chính quyền liên bang hãy đổ thêm ngân sách để chống lại tình trạng fentanyl tràn lan gây mất an ninh trên đường phố nghị viên gốc Việt ở Georgia bị khiển trách sau khi đề nghị in tiếng Việt trên phiếu bầu. Nghị viên Vân Trần của thành phố Morrow, Georgia, người vận động có nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt trong lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử tới, vừa bị các đồng viện bỏ phiếu khiển trách. Chỉ một tuần sau khi hội đồng thành phố đã đồng ý để cử tri bỏ phiếu, quyết định đề nghị của cô, Nhật báo Atlanta Journal-Constitution đã đưa tin. Trong cuộc họp đặc biệt gần đây, Hội đồng của thành phố bỏ phiếu 4 trên 1 khiển trách nghị viên Vân Trần, người bị tố cáo có thái độ không thể chấp nhận được và có các hành động không đúng mức đối với nhân viên thành phố, theo một tài liệu được trích theo báo cáo của thành phố. Văn bản không nói rõ thái độ không thể chấp nhận được là gì, và nghị viên Vân Trần cho rằng cô đã bị trả thù vì đã đưa ra đề nghị có nhiều ngôn ngữ trên phiếu bầu. Nghị quyết khiển trách là một sự trả thù đối với tôi vì tôi chỉ làm công việc phục vụ cư dân thành phố. Nghị viên Vân Trần viết, không có thỏa thuận nào được đưa ra và các đồng viện của tôi mâu thuẫn quyền lợi khi đưa ra quyết định đó. Vào hồi tháng trước, thì phát biểu của nghị viên Dorothy Dean đối với cô Vân bị coi là kỳ thị chủng tộc và bị nhiều tổ chức và cộng đồng khắp Hoa Kỳ phản đối khi nghị viên gốc Việt đề nghị hội đồng của thành phố thảo luận và bỏ phiếu quyết định có in nhiều ngôn ngữ trên phiếu bầu hay không. Moro có khoảng 6.500 dân, trong đó có 41% gốc châu Phi, 33% gốc châu Á và 22% gốc Latino, theo thống kê dân số năm 2022 của Hoa Kỳ cho hay. Bà Dean lập luận rằng là bà Vân với tư cách là một người Mỹ nhập cư lẽ ra phải thuyết phục các cử tri học tiếng Anh thay vì cung cấp lá phiếu bằng các ngôn ngữ khác. Bà Vân tuyên bố những lời lẽ của bà Dean gây tổn thương không chỉ cho mình mà còn cho các cộng đồng mà bà đại diện. Cựu thẩm phán của tiểu bang Louisiana được tại ngoài sau khi bị cáo buộc quấy dối thiếu nữ vị thành niên. Sau khi bị kết án 14 năm tù với bốn cáo buộc là quấy dối bạn của con gái vào năm 2020. Một cựu thẩm phán của tiểu bang Louisiana là LG Jeffs Perry đã được cho phép tại ngoại với số tiền là 300.000 Mỹ Kim, bất chấp sự phản đối của văn phòng sở tư pháp của tiểu bang. Để được tại ngoại, ngoài việc đóng tiền thì ông Perry phải còn tham gia khóa học bắt buộc dành cho kẻ quấy rối tình dục, phải tuân thủ lệnh cảnh giữ của chính quyền và phải báo cáo lên cảnh sát hai tuần một lần. Trước đó, tòa án phán quyết ông Perry phạm tội xâm hại ba thiếu nữ 14, 15 và 17 tuổi. Ông Perry Lou là một mực khẳng định rằng ông vô tội và nói rằng ông coi những cô gái này như là con mình. Sở tư pháp tiểu bang cho biết họ sẽ tiếp tục khiếu nại lên toán cấp cao hơn để mà rút lại quyết định này. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn các khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.